bạn đến với Blue Sài Gòn, nơi tạo ra những chiếc bút tinh xảo nhất dành cho hàng triệu doanh nhân hướng tới sự xuất sắc nhất. Và ngoài những chiếc bút ra còn là những cái làng nghề tinh hoa, từ khảm cho tới sơn mài cho tới trang sức và các cái phụ kiện khác mà chúng tôi đang tạo ra. Và chúng tôi tạo ra cả một hệ sinh thái còn lại khẳng định giá trị xuất sắc, đó là dành cho những con người hướng tới sự xuất sắc. Bây giờ xin mời bạn theo chân mình để khám phá những gì đặc biệt bên trong nhà máy của Blue Sài Gòn nhé. Blue Sài Gòn hướng tới Craftech, tức là kết hợp giữa thủ công tỉ mỉ, bàn tay của nghệ nhân, kết hợp với công nghệ là Craft Technology để tạo ra những thiết kế đẳng cấp nhất và tạo ra những chiếc bút và trang sức lộng lẫy nhất thể. Và chúng tôi tin rằng khi nghệ thuật thủ công kết hợp với công nghệ sẽ tạo nên những đỉnh cao trong sáng tạo nghệ thuật. Để xứng danh cùng những người xuất sắc nhất thì chất lượng chất liệu phải xuất sắc nhất. Chính vì vậy tại Blue Sài Gòn chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tuyển chọn những bức vỏ ngọc trai từ những bờ biển đại dương khắp nơi trên thế giới, như màu trắng vàng đến từ bờ biển của Bắc Úc, hay màu nâu tím đến từ Việt Nam, hay màu đen đến từ Tahiti, màu hồng cam đến từ bờ biển Mississippi của Mỹ, và cuối cùng đó là màu bào ngư đến từ New Zealand. Tại Blue Sài Gòn chúng tôi ứng dụng nghệ thuật khảm trai và sơn mài để tạo nên những chiếc bút lộng lẫy và đẹp đẽ. Bạn có thể chọn những vân ngọc trai hình chữ nhật như vậy, truyền thống và tinh tế, hay cắt nhỏ hơn nữa, muốn gấp đôi thời gian của mỗi nghệ nhân từ 144 giờ tới 300 giờ để tạo ra những vân caro rất độc đáo khi kết hợp cùng màu sắc, mix cả hai màu hoặc ba màu cùng với nhau, hoặc có thể cùng màu để tăng lên sự lấp lánh. Và ở đây chúng ta sẽ có những loại vân caro như vân caro thanh mảnh thì theo 1 mét hình chữ nhật dài và rất là tinh tế và thanh, hoặc là những caro siêu nhỏ hơn nữa, có những chiếc bút mất tới 600 giờ và tới 1.000 mảnh của nghệ nhân để tạo ra những chiếc bút đặc biệt này, hoặc có thể tạo ra những vân caro kết hợp cắt chéo như ở đây. Ngoài ra với sơn mài, chúng tôi cũng sẽ có lựa chọn về sơn mài của Việt Nam truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, hoặc sơn mài Urushi Nhật Bản với những vân rất đặc biệt này tạo nên những chiếc bút độc đáo mà có 102 ở tại Việt Nam. Bạn sẽ thích những chiếc bút cảm trai hay sơn mài? Sau khi kết hợp nghệ thuật sơn mài và cảm trai, chúng tôi được truyền cảm hứng để có thể tô điểm những vẻ đẹp xuất sắc của các quý cô. Qua đó chúng tôi tạo ra bộ sưu tập kết hợp giữa nghệ thuật kim hoàng và cảm trai, đó là những bộ sưu tập Motherland như đất mẹ của tình yêu của đất và trời có hình vuông, hay những bộ sưu tập của IC, những con sóng ôm trọn bờ biển nối đuôi nhau như tình yêu lứa đôi, hay bộ sưu tập của Marine thể hiện những mọc biển tan nhanh trong nắng vàng được rõ sắc xuân. Blue Sài Gòn có sự đồng hành của những nhà đầu tư xuất sắc. Xin cảm ơn Shop Việt, Intercom, Vivo cũng như anh Lê Quý Trung trong sự phát triển này. Và sự xuất sắc vẫn còn là sự nỗ lực rất xa. Nhưng những chiếc bút của Blue Sài Gòn có được vinh dự cho đến nay là chiếc bút đầu tiên mang cái hồn, cái lịch sử văn hóa của Việt Nam lên trên thân bút. Chiếc bút Tả Thanh Thiên, chiếc bút champion dành cho người chiến thắng, chiếc bút visionary cho những người dẫn dắt sự thay đổi. Và đặc biệt chiếc bút Tả Thanh Thiên này thì có tác bút 5 tầng trên và 5 tầng dưới, ở giữa đó là bệ đá, và dù cho hướng đầu nào cũng sẽ có một đầu lấy bầu trời làm giấy để truyền cảm hứng viết mà không có giới hạn. Như bầu trời thì làm gì có giới hạn. Và đây cũng là chiếc bút đầu tiên được vinh dự để làm quà tặng cho chính khách, cho đại sứ hay các doanh nghiệp cấp cao tại Việt Nam. Chiếc bút đầu tiên nhận được đề cử sản phẩm truyền cảm hứng của Human Art Prize, và chiếc bút đầu tiên có hàng trăm tờ báo để viết về sự truyền cảm hứng này, từ những đầu báo như Vin Express, Forbes hay cả Forbes hay cả VF, vâng. Chiếc bút đầu tiên cho lên sóng truyền hình quốc gia VTV3. Sự xuất sắc còn cần rất nhiều nỗ lực, nhưng trong hành trình đó chúng tôi đã nhận được một số giải thưởng như nữ doanh nhân được yêu thích nhất và công ty được yêu thích nhất ở tại South View 2021, hay top 100 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất của châu Á, hay top 30 doanh nghiệp CSR của Sài Gòn Times, và áo quân của Blue Venture Award là giải thưởng doanh nghiệp vì cộng đồng, hay top 10 doanh nhân truyền cảm hứng của doanh nhân Sài Gòn vào năm 2023, cũng như đã hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Golden Gate University ở Mỹ. Và trong hành trình này chúng tôi cũng xin cảm ơn đến hàng trăm đơn vị truyền thông như Vin Express, KPF, KPBiz, nữ doanh nhân đã đầu tư đã cùng đồng hành với chúng tôi để lan tỏa chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Blue Sài Gòn đang nỗ lực mỗi ngày để từng bước khẳng định giá trị xuất sắc, gìn giữ phát huy di sản từ nghề thủ công sơn mài, khảm trai đến kim hoàng. Hãy theo dõi chúng tôi để biết Blue Sài Gòn sẽ tiếp tục gìn giữ những nghề thủ công gì kế tiếp nhé.